Da lão hóa thế này, chị bổ sung collagen đi. Đắp mặt nạ collagen này, bôi kem dưỡng collagen nữa. Tóc sơ thế này, phải dùng dầu gội collagen mới hiệu quả. Mà hình như sai sai ấy nhở. Các bạn có nghe thấy quen không? Hoặc là đã từng nghe những câu tương tự chưa? Có rất nhiều hiểu lầm về collagen khiến cho bạn mất tiền mà không hiệu quả. Hãy cùng bác sĩ Mã Phượng tìm hiểu 5 điều bí mật về collagen trong video này nhé. Chào mọi người đến với kênh của mình. Dành cho những bạn lần đầu đến với kênh, xin giới thiệu, mình là bác sĩ Mã Phượng, bác sĩ da liễu. Bác sĩ có chia sẻ rất là nhiều video trên kênh này, giúp cho các bạn thấu hiểu làn da của mình để có một làn da khỏe đẹp hơn. Hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức từ bác sĩ nhé. Bí kíp chống già, giúp trẻ hóa, không thể không nhắc đến collagen. Collagen là một loại protein có vai trò quan trọng trong cấu trúc da của chúng ta. Collagen như một bộ khung nâng đỡ để giúp da căng hơn, săn chắc và có sự đàn hồi. Tuy nhiên, collagen cũng giảm dần theo độ tuổi. Sau 25 tuổi thì mỗi năm da sẽ mất khoảng 1-2% collagen. Và khi càng nhiều tuổi thì lượng collagen mất đi lại càng nhiều, làm cho bề mặt da sẽ xuất hiện những cái nếp nhăn và bị cháy xệ. Để bổ sung collagen có hiệu quả và tránh mất tiền, hãy nhớ 5 điều bí mật về collagen dưới đây nhé. Bí mật thứ nhất, collagen không hấp thu qua đường bôi. Collagen bản chất là protein, mà protein thì kích thước phân tử rất lớn nên nó không thể nào hấp thu qua bề mặt da được. Và trong cấu trúc da của chúng ta thì collagen nằm sâu ở lớp trung mì cơ, nên bôi kem collagen, mặt nạ collagen chỉ là một hình thức quảng cáo thương mại mà thôi. Khi bạn bôi kem hoặc đắp mặt nạ chứa collagen thì nó chỉ đóng vai trò như là một lớp dưỡng ẩm ở trên bề mặt, chứ nó không thể nào hấp thu qua da được. Hoặc là những dầu gội collagen cũng vậy, nó không thể nào hấp thu vào từng sợi tóc hoặc là chân tóc được đâu các bạn ạ. Vậy nên các bạn đừng tin vào những lời quảng cáo kia để tránh mất tiền mà không hiệu quả. Bí mật thứ hai, loại collagen hấp thu tốt và có hiệu quả nhất. Nếu uống collagen nguyên chất, khi vào cơ thể sẽ được phân cắt nhỏ thành các amino acid, và các amino acid này chính là nguyên liệu để cơ thể chúng ta tổng hợp ngược trở lại thành collagen. Đây cũng chính là lý do mà hiện nay nhờ các công nghệ hiện đại mà người ta tạo ra những loại collagen peptide, còn gọi là collagen thủy phân. Collagen được phân cắt thành các phân tử nhỏ giúp cơ thể của chúng ta hấp thu và tổng hợp dễ dàng hơn, nên các bạn hãy chọn collagen peptide nhé. Các bạn ơi, trước khi bắt đầu vào bí mật tiếp theo, hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ bác sĩ nhé. Bí mật thứ ba, uống collagen cần uống kèm vitamin C để hiệu quả hơn. Vitamin C rất là quen thuộc với mọi người rồi. Nó có tác dụng là tăng sức đề kháng, giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, và cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, khử các gốc tự do, giúp cơ thể trẻ hóa hơn. Ngoài ra, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng giúp kích thích tăng sinh và tổng hợp collagen. Nó giúp cho các amino acid kết dính với nhau tạo thành collagen. Vitamin C như là keo dính để gắn chúng lại với nhau thành chuỗi các bạn nhé. Trên thị trường hiện nay có một số loại collagen đã có sẵn cả vitamin C trong đó, nhưng có những loại thì không có vitamin C. Các bạn nào mua ấy thì hãy để ý cái bảng thành phần của collagen mình đang uống. Nếu như mà chưa có vitamin C thì chúng ta nên bổ sung thêm vitamin C để tăng hiệu quả tổng hợp collagen cho cơ thể. Bí mật thứ tư, có rất là nhiều tuyếp collagen và cần chọn loại phù hợp. Cơ thể của chúng ta có ít nhất 16 tuyếp collagen khác nhau. Collagen tuyếp 1, 2, 3 và 4 chiếm tỷ lệ nhiều nhất, đến 90% so với các tuyếp collagen còn lại. Collagen tuyếp 1 và tuyếp 3 là thành phần quan trọng trong cấu trúc da và dây chằng. Muốn đẹp da, cải thiện tình trạng lão hóa, giúp da của chúng ta đàn hồi và hạn chế tình trạng nếp nhăn, thì khi sử dụng sản phẩm, bạn nên chọn collagen tuyếp 1 và tuyếp 3 nhé. Còn collagen tuyếp 2 và 4 đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc sụn, khớp và xương. Vì vậy, nếu các bạn có vấn đề về sụn, khớp thì chúng ta sẽ lựa chọn collagen tuyếp 2 và 4 để hiệu quả hơn. Tùy từng vấn đề của cơ thể, chúng ta sẽ lựa chọn tuyếp collagen phù hợp để tránh cái tình trạng là sử dụng nhầm mà không đạt kết quả như chúng ta kỳ vọng. Bí mật thứ 5, collagen giảm và mất dần theo thời gian. Sau 25 tuổi thì mỗi năm da của chúng ta sẽ mất 1-2% collagen trên một năm, và càng nhiều tuổi thì lại càng mất nhiều. Vì vậy mà da mất đi sự đàn hồi, chảy xệ và xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn. Cơ thể của chúng ta vẫn sẽ tổng hợp collagen. Tuy nhiên, cái lượng collagen tổng hợp được sẽ không bù đủ cái lượng collagen đã mất đi, nên các bạn cần phải bổ sung collagen cho cơ thể
để giúp da của chúng ta trẻ hóa hơn. Các bạn có thể bổ sung bằng ăn uống hàng ngày những thực phẩm chứa collagen như là nước hầm xương, da cá, lòng trắng trứng, thịt gà hoặc là các loại quả mọng. Tuy nhiên, đa phần collagen đều là những cái kích thước phân tử lớn mà cơ thể sẽ không hấp thu hoàn toàn hết được, mà chỉ hấp thu được phần nào thôi. Và chúng ta cũng sẽ không đo lường được cái lượng collagen chính xác đưa vào cơ thể. Hoặc các bạn có thể bổ sung collagen bằng những cái thực phẩm chức năng chứa collagen để chúng ta dễ sử dụng và đo lường hơn. Trên đây, bác sĩ vừa chia sẻ 5 bí mật về collagen. Mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về collagen để có thể lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp và tránh mất tiền oan không hiệu quả nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ đến với mọi người và đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những kiến thức bổ ích từ bác sĩ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.